Ô, có 5 dàn hả cô? À, cứ sao thanh hết. Có 11 dàn chứ. Thanh nó đã 5 dàn đấy. Ở tiền nó cũng dâm rồi. Dạ em mỏng á. Nó nhiều mỏng mới, mớ cả cậu phải được 3 lạng á. Được. Dài này. Hoa hồng khô nhỉ? Lắng này, một lắng hoa khô. Hắc luôn. Bánh đã khô, bánh đã làm khô rồi, lại nắng này gì được khô. Em khênh cái mì kia vào, em mới cho cái mì kia ra. Mì mà bị ướt là phơi nó hay bị co như này, có nhầm nhỉ? Ừ. Co chân này. Chân ướt đấy. Chết tắt cái điện thoại của mẹ đi. Mẹ không cho hắn ra ngoài.